Ok, giờ anh share màn hình nhé. Nào, trước hết là chúng ta vào trang Memrise này. Cái này các bạn cứ tắt đi nhé, nó quảng cáo thôi. Thì các bạn muốn tạo ra một cái sao mạng tối chậm thế nhỉ? Đây, các bạn muốn tạo ra một cái khóa học như thế này. Đây thì các bạn vào phần khóa học này. Đó. Ở tài khoản của các bạn nó sẽ có sẵn như thế này rồi. Sau đây các bạn tạo một khóa học này. Thì ở đây các bạn có thể tạo các khóa học, ví dụ như là bạn nào muốn học tiếng Anh chuyên ngành thì các bạn có thể lấy toàn bộ danh sách những cái từ chuyên ngành của các bạn cho lên. Bạn nào sử dụng tiếng Anh, ví dụ như các bạn cần tiếng Anh để thi chứng chỉ, các bạn có thể thêm danh sách các cái từ mà các bạn sẽ thi chứng chỉ vào đây. Và các bạn chỉ cần, ví dụ như là các bạn cần khoảng 1.000 hoặc 2.000 từ thì các bạn bỏ sang khoảng vài ngày các bạn luyện liên tục. Các bạn cứ lặp đi lặp lại là các bạn sẽ nhớ khoảng 1.000 hoặc 2.000 từ. Nói chung là các bạn chỉ cần bỏ công như vậy là các bạn luyện được. Còn phần thi cử đa số là nó sẽ chạm đến từ vựng của các bạn, nên là các bạn chỉ cần thêm một danh sách các cái từ vựng vào đấy. Các bạn sẽ học hết những cái từ vựng đấy là các bạn có đủ một cái lượng từ vựng cực kỳ lớn để các bạn đi thi. Còn nếu bạn nào mà học muốn học tiếng Anh chuyên ngành thì các bạn thêm tất cả những cái lượng từ vựng liên quan đến một bài chuyên ngành thì nó cũng không khó. Các bạn lấy ví dụ các bạn đang làm ngân hàng, các bạn search là tiếng Anh ngân hàng, các bạn sẽ tải một cuốn giáo trình tiếng Anh ngân hàng về, và trong đấy nó sẽ có từ vựng của tất cả những cái đấy. Hoặc là đơn giản các bạn chỉ cần search là từ vựng cho ngành ngân hàng chẳng hạn thì nó sẽ có một loạt danh sách cho các bạn cái từ vựng kiểu như vậy, các bạn sẽ copy về và các bạn được một danh sách. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập khóa học nhé. Trước hết là các bạn đặt tên cho cái khóa học này, các bạn tên là phần bắt buộc. Ví dụ như là anh để đây tên của nó là từ vựng tiếng Anh chẳng hạn nhé. Thì các bạn dạy thì các bạn sẽ là dạy tiếng Anh này. Còn cho người học tiếng hoặc cho người nói tiếng thì các bạn sẽ học tiếng Việt hoặc nói tiếng Việt. Các bạn chọn phần này thì nó sẽ hỗ trợ sau này cho các bạn phần dấu. Ví dụ dấu nặng, dấu ngã, dấu hỏi thì các bạn chọn đúng ngôn ngữ thì trang này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn phần dấu đấy. Các bạn như vậy là các bạn xong, các bạn không cần điền những thông tin khác, các bạn có thể điền hoặc không điền tùy. Ví dụ như các bạn muốn người khác tìm thấy tên cái khóa học của các bạn thì các bạn có thể thêm một vài cái từ khóa vào đây. Ví dụ như là tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh chuyên ngành du lịch, hoặc là đây là từ vựng tiếng Anh gì đấy. Thì khi người ta search ở trên này người ta có thể tìm thấy. Khi người ta search cái khóa học là có thể các bạn sẽ tìm thấy, còn không thì các bạn thích giữ cho cá nhân thì các bạn không cần thêm cái từ thì cả chẳng ai tìm thấy được đâu. Ví dụ như khoa học của anh thì các bạn search ở trên Memrise thì không bao giờ các bạn tìm thấy được. Đó. Nên các phải anh gửi link thì các bạn được. Sau đây các bạn kích vào tôi không phải người máy này. Trẻ con nghịch ồn lắm. Đây các bạn tạo khoa học. Thì nó sẽ cho các bạn ở đây, các bạn sẽ ở đây để cho các bạn thêm một từ vựng. Thì ở đây nó sẽ gồm có hai cột, cột này các bạn thêm tiếng Anh và cột này thêm tiếng Việt. Đấy nhá. À, ví dụ ở đây anh cho từ anh sẽ lấy một từ đấy nhé, ví dụ như trong bài này nhé, anh đã tạo, anh đã có sẵn một danh sách từ ở đây rồi. Đây ví dụ như này chẳng hạn thì anh chỉ cần việc ai vừa vào này, anh chỉ việc copy hai cái này thôi cho vào đây. Đấy, xong anh copy phần tiếng Việt xong bên này đó, thế là các bạn được một từ. Các bạn ấn dấu cộng cho nó lên thì một từ này đó, tương tự các bạn lại lấy từ thứ hai. Cho lên thì nó sẽ được như này, anh lấy được 4 từ đây chẳng hạn nhé. Đấy, anh có 4 từ này thì đây các bạn thêm xong thì các bạn sẽ lưu vào. Và các bạn sẽ có đây có 4 từ này. Nhưng mà các bạn thấy là ở trong cái phần khoa học của anh ấy thì thường anh sẽ chia thành các bài khác nhau đúng không? Đây. Đây ví dụ ở trong phần học tiếng Anh này thì nó cũng có những bài khác nhau. Mạng tối nó chậm quá. Nhất là tra vào mấy cái trang nước ngoài nó càng chậm hơn. Đây các bạn thấy này, chia thành những bài khác nhau đúng không? Ở đây thì không thấy chia bài nào. Thì các bạn muốn chia này, các bạn là vào chỉnh sổ khoa học này.
Phần chỉnh sửa chính là phần các bạn thêm từ ấy. Đây các bạn thêm một cấp độ này, các bạn thêm cấp độ này. Đấy, thì đây nó sẽ tạo ra hai cấp độ. Đấy, các bạn sẽ ví dụ như cấp độ bài này là các bạn vừa nãy lấy tên là bài này là bài Airport chẳng hạn đúng không? Airport thì bài tiếp theo của bài này là bài bài tiếp theo là bài gì? Hotel chẳng hạn đúng không? Tí nữa các bạn sẽ học bài này. Bài Hotel. Đó, thì các bạn lấy tên này là hotel, sau đấy các bạn sẽ bắt đầu thêm từ vựng vào cái bài hotel này. Lại cách thêm lại tương tự thôi. Các bạn copy từng từ này vào. Đấy, các bạn cho vào đây. Đó, các bạn lại cho lên. Đây các bạn lưu nhé. Đấy, thì nó sẽ được hai bài như thế này. Nhưng mà đây là nó có, đây là anh nói qua về cách thôi. Còn bây giờ anh sẽ vào cái phần khóa học này, anh tạo cho các bạn cách làm thế nào để tạo nhanh. Đây là cái khóa học của các bạn đúng không? Anh là người tạo ra thì anh có quyền chỉnh sửa khóa học này, còn các bạn sẽ không cứ lút chỉnh sửa khóa học ở đây. Yeah. Thì bây giờ anh sẽ thêm một bài mới, tức là bài tiếp theo là bài hotel đi. Anh sẽ cho các bạn cách, chỉ cho các bạn cách thêm nó nhanh hơn như nào, chứ các bạn copy từng cái này. Ngày xưa anh không biết thì anh cứ copy từng cái một này nó rất là lâu. Ừ, làm một bài từ này tốn mất 30 phút để làm ấy. Bởi vì nó còn phần âm thanh á. Bây giờ anh sẽ thêm một khóa học, anh thêm một cấp độ nhá. Thêm cấp độ tức là thêm một bài mới đấy. Đó, em xuống dưới này. Để lấy tên của bài học này nhé. Bài này là bài Hotel, đúng không? Copy để lấy cái tên nữa này. Đó. Bây giờ anh sẽ phải thêm từ, thì anh thay vì anh thêm từng từ vào đây, anh sẽ chọn thêm ở đây này. Và anh sẽ thêm nhiều từ cùng một lúc. Ở đây các bạn sẽ copy tất cả các từ trong cái bài này vào đây. Thì ví dụ như nếu ở nhà các bạn ấy, các bạn sẽ lấy hạ sẵn một danh sách tất cả các từ vựng của các bạn đi. Sau đó là các bạn copy như này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó. Bài này nó có cả câu nói nữa. Đây, giờ chúng ta sẽ copy cái bài này vào. Paste nó vào đây. Thì ở đây là anh chọn cái phần các bạn thấy tách từ bằng dấu tab này. Tức là một cái dấu cách giải đấy. Dấu tab thì là cái nút tab ở trên bàn phím của các bạn nó có một cái nút tab ấy. Đó thì ví dụ như bình thường là các bạn là cách bằng dấu cách thì nó sẽ như thế này. Đây ví dụ như hai này nhé, anh copy này, đây là dấu cách này, các bạn cách ra một cái được dấu cách này. Còn nếu mà các bạn cách bằng dấu tab thì nó sẽ tách ra một dấu dài này, một khoảng nhảy này, thì những cái đấy gọi là cách bằng dấu tab. Thì ở trong này anh chọn tách bằng dấu tab có nghĩa là ở đây các có các cái dấu tab sẵn rồi này. Đó. Mỗi khoảng cách này là một dấu tab chứ không phải là một dấu cách nữa. Thì bây giờ anh sẽ bỏ những cái ký hiệu thừa đi này. Tính từ những cái này nó không phải là phần từ vựng nên là anh sẽ bỏ đi. Ở đây có một lối nói này. Các bạn lối nói thì ở đây nó chỉ có dấu cách thôi, nó không có dấu tab. Anh cũng muốn một lối nói nó thể hiện là một phần tiếng Anh, một phần tiếng Việt thì anh để ở đây. Và anh copy cái phần dấu tab này mà anh cho ra đây. Đó, được một dấu tab này. Bây giờ cái phần room service này tí nữa anh sẽ không để, anh để nguyên cái phần room service này nhé. Anh không để bằng dấu tab thì các bạn sẽ thấy tí xem hiện tượng gì nó xảy ra nhé. Rồi, hết ký tự đặc biệt, bây giờ anh thêm một loạt tất cả các từ vào này. Đây nó thêm được một loạt các cả từ. Thì trong này có phần từ hotel này đã có rồi ở trên những bài trước thì nó sẽ hiện ở đây bởi vì có phần file âm thanh cũ. Còn những cái từ nào chưa học thì nó không có phần âm thanh. Nên từ này có rồi thì để các bạn không học lại nữa thì anh cứ xóa từ này đi. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Nào cái phần room service này các bạn sẽ thấy ngay vấn đề này. Nó chỉ có phần cột tiếng Anh, còn tiếng Việt nó không có. Bởi vì anh không tạo ra dấu tab. Thế nên là nó chỉ là dấu cách thôi, nên là nó sẽ không có. Để các bạn muốn có, các bạn copy xong cái này thôi. Đó. Còn cái từ cho somebody something tính ai bao nhiêu tiền này thì anh để một bên tiếng Anh, bên tiếng Việt rồi. Đó. Đấy là các bạn xong bước 1 là bước xong từ. Bước này thì ở đây có một từ nữa các bạn học rồi là từ reservation thì học rồi này. Các bạn có cái lối nói là make a reservation ấy, đúng không? Một phòng trước ấy. Đặt bàn trước ấy. Ok. Đây là xong bước thêm từ. Bước 1.
Bước thứ hai các bạn còn phải thêm một cái phần là cái phần âm thanh. Như các bạn luyện ấy, các bạn phần đấy phần âm thanh, phần đấy anh phải tải từng âm thanh về một, sau đấy anh cho âm thanh lên. Phần này các bạn không có cách làm tắt, các bạn phải làm từng từ một. Thì phần âm thanh này các bạn muốn lấy được thì các bạn tải và cài vào máy cho anh cái ứng dụng này. Cái ứng dụng này đây là một cái trình duyệt, nó giống như cái trình duyệt Chrome này, nhưng cái trình duyệt này nó có một cái tính năng là khi mà các bạn đọc một âm thanh gì đấy nó sẽ bắt ngay cái âm thanh đấy. Tất nhiên các bạn có thể cài cái phần mềm khác, nhưng mà anh thấy phần mềm nó cũng vẫn bất tiện, anh cũng cài nhiều rồi, thế nên anh dùng trình duyệt này thấy nó khá ổn về phần bắt âm thanh, nên là anh dùng cái trình duyệt này, không phải cài đặt thêm một cái phần mềm nào nữa cả. Đây là cái giao diện của cái trình duyệt này. Đó, nó cũng giống như cái Chrome cái thôi. Ở trong này thì anh sẽ có để sẵn hai cái từ điển là Oxford và một phần từ điển để đọc từ là Natural Reader, là đọc các cụm từ. Từ điển Oxford này chỉ đọc một từ thôi, nó không đọc một cụm từ. Còn cái này nó sẽ đọc cho các bạn là các cụm từ. Rồi việc bây giờ tiếp theo của chúng ta là chúng ta lấy từng từ vựng một. Chúng ta cho nó đọc để chúng ta lấy âm thanh. Đây, các bạn nhìn làm nhé. Đầu tiên anh lấy từ hotel này, anh copy sang từ Oxford này. Cho nó tìm cái từ ấy đi này. Nó kích cái gì này. Đây, nó tìm được từ hotel này. Cho nó đọc này. Hotel. Ở đây nó có cái phần mũi tên tải xuống này. Mũi tên màu xanh này. Các bạn kích xuống. Rồi các bạn chọn chỗ để đào về. Anh chọn sẵn là mục download này. Tải file đến về. Ở đây nó nằm ở đây rồi. Đó, hotel này. Tương tự anh sẽ làm với một vài thứ khác nhé. Khi các bạn đi du lịch thì nó có khá nhiều các loại hình thức nhà nghỉ, có hotel, có guest house, có hostel, có dormitory là phòng ngủ tập thể. Đây có cái guest house này. Sao lắm từ đây. Nhấn thanh guest house. Anh sẽ lấy cho các bạn một vài từ để các bạn làm mẫu thôi. Đây hostel. Đây là cái công việc làm từ này nó khá tốn khá nhiều thời gian. Từ single room nên là một từ ghép thì thường những từ ghép từ để nó xuất nó không tìm được, có một số từ thông dụng nó vẫn có, nên như từ nghề nó không có này, thì lúc đấy các bạn sẽ phải sang đọc cả cụm từ bằng một cái trang này. Các bạn nhớ trang này nhé, naturalreaders.com. Đây này, các bạn về các bạn đọc lại cái trang này, ấn cho nó đọc này. Single room. Đấy, sau đấy các bạn tải âm thanh này. Luôn tiếp đáp vào room nhé. Double room. Rồi, ví dụ như các bạn tải được toàn bộ cái từ này về đi. Thì bây giờ các bạn tải cái từ lên. Bây giờ các bạn phải tải ngược cái từ lên cái trang này. Bây giờ các bạn tải lên này. Các bạn tải hotel trước này. À chết. Cái theo chúng ta không cần dùng đến trong này đúng không? Hotel, hotel. Thế nếu mà các bạn luyện từ này thì các bạn sẽ thấy âm thanh nó phát ra là từ hotel, nó không đúng âm thanh gốc, nên các bạn sẽ phải xóa đi. Bạn lấy từ guest house thôi. Lấy đến hostel này. Sau đấy đến, ấy, các bạn thấy này, cái file tải về nếu mà là file đọc cụm từ ấy, thì thường nó xếp tất cả đều chung tên, thế này nó chỉ có cuối cùng liền một cái số 1 hay số 2 vậy thôi. Đó. Nên là cái này nó có một thủ thuật, các bạn phải sắp xếp tất cả những cái file tải về theo thứ tự. Cái nào tải về trước, cái nào tải về sau thì nó có một cái thủ thuật này. Chỉ cho các bạn thì nó hơi tốn thời gian. Các bạn kích chuột phải vào cái phần sau khi các bạn hiện lên cái bảng này, các bạn kích chuột phải vào đây này. Các bạn vào sort by này. Thì thông thường ấy, ở đây nó có phần date modify, tức là cái ngày chỉnh sửa, nó sẽ sắp xếp theo cái những cái file nào được chỉnh sửa trước, chỉnh sửa sau, thì ở đây là liên quan đến phần tải về. Thì file nào tải về trước nó sẽ đặt trước, file nào tải về sau nó sẽ đặt sau. Nhưng thông thường ấy, thì ở trong cái máy tính của các bạn nó sẽ không có cái phần này đâu. Nó chỉ có name, có type, có size này thôi, chứ nó không có date for modify. Thì các bạn muốn cái tìm được cái date modify này, các bạn phải vào more này. Các bạn kéo xuống đến phần the này. Đây. Date modify. Date m. À, cái date modify này anh đã kích để cho nó hiện lên kia rồi, cho nên là nó sẽ ở trên này. Đây này.
Đó. Còn của các bạn thì nó sẽ nằm ở phần đờ này, các bạn kích vào cái phần đấy, ví dụ kích vào phần này, các bạn ấn OK là nó sẽ chuyển lên trên cùng cho các bạn là những cái các bạn đang dùng đây này. Ở đây anh dùng bốn cái này. Đó, thì các bạn kích vào đấy, các bạn chọn, sau đấy lúc nó sẽ hiện lên thì các bạn kích vào đây, các bạn chọn Date Modify là nó sẽ sắp theo đúng thứ tự các bạn tải về. Đây, anh tải nốt hai file này lên nhé. Rồi, bây giờ anh sẽ lưu lên lại nhé. Thì bây giờ chúng ta sang khóa học, chúng ta sẽ thấy cái bài này đây, Hotel đây. Kích vào chúng ta học từ nó nhé. Các bạn nhớ nguyên tắc học từ, các bạn luôn phải phát âm theo sau âm thanh. Để làm sao để cho cái âm thanh của các bạn sau này nó phát ra tự nhiên và nó đúng. Các bạn cứ nhìn vào siêu âm. Guest house. Guest house. Các bạn thấy âm sờ thì phát âm đúng. Hostel. Guest house. Guest house. Hostel. Hostel. Single room. Single room. Hostel. Hostel. Double room. Double room. Single room. Single room. Guest house. Guest house. Double room. Double room. Single room. Single room. Hostel. Hostel. Double room. Double room. Guest house. Guest house. Single room. Single room. Guest house. Guest house. Hostel. Hostel. Single room. Single room. Cái phần twin room này thì các bạn thấy là anh không cho âm thanh, thế nên nó có cái loa ở đây. Thế xong tí nữa anh dạy xong thì anh cho âm thanh xong. Thế các bạn thấy từ này nó không âm thanh à, thì các bạn về các bạn cứ làm như thế là các bạn sẽ ra được một cái khóa học. Thì mục đích ở đây là các bạn như anh có nói đấy, các bạn có thể thực hiện được ba mục đích. Thứ nhất là các bạn thêm được từ tiếng Anh chuyên ngành. Ví dụ như là chị Oanh đang làm về một cái lĩnh vực gì đấy thì chị có thể thêm chuyên ngành về tiếng Anh của chị về cái phần đấy. Sau này chị kết hợp cái từ của tiếng Anh chuyên ngành đấy với kỹ năng nói của chị và cái khả năng viết của chị là chị sẽ có tiếng Anh chuyên ngành của chị. Các bạn nào đi thi thì các bạn có thể lấy một lượng từ vựng nào đấy. Ví dụ là các bạn cần khoảng 2.500 từ để thi cho một chứng chỉ TOEFL hoặc là IELTS chẳng hạn. Thì các bạn lấy danh sách các từ đấy, các bạn đưa vào một file Word như thế này này. Sau đấy các bạn làm một phát, các bạn đưa tất cả lên. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng, nếu mà các bạn đã thực sự ấy, bởi vì thường ôn chứng chỉ quốc tế ấy, thì các bạn sẽ phải mất 1 năm đến 2 năm để các bạn ôn. Thế nên nếu mà các bạn tập trung thực sự thì các bạn chỉ cần dành tầm 3 hoặc 4 ngày các bạn học hết lượng từ vựng thì các bạn ôn đi ôn lại là các bạn sẽ nắm đủ cái lượng từ vựng để đi thi. Đấy là cái cách chúng ta làm con đường như vậy, chúng ta đi rất là nhanh. Thay vì chúng ta cứ phải dàn trải ra mất 1 năm đến 2 năm để các bạn ôn thì các bạn có thể ôn một cách nhanh chóng như vậy được một cái lượng từ vựng đủ, sau đấy là các bạn cứ làm đề. Với các bạn đã học ở chương trình này thì các bạn không cần học thêm về ngữ pháp nữa. Các bạn chỉ cần thêm từ vựng. Tất cả các chứng chỉ các bạn chỉ cần thêm từ vựng. Thế nên là từ vựng và kỹ năng. Kỹ năng thì các bạn đang luyện rồi, từ vựng thì các bạn sẽ thêm tự thêm vào. Thì các bạn chỉ lấy những cái từ vựng thông dụng của cái chứng chỉ đấy. Thì các bạn có thể search cái danh sách từ vựng đấy trước, hoặc cách thứ hai là các bạn trong lúc các bạn làm đề, các bạn lấy những cái từ vựng ở trong đề đấy ra, các bạn cứ ghi ra dần được một cái danh sách, sau đấy các bạn đưa tất cả lên Memrise để các bạn ôn lại. Đó, thì đấy là cách của các bạn. Còn với các bạn đi thi thì các bạn chỉ cần có từ và các bạn làm đề liên tục thì các bạn sẽ biết là cái dạng thức nó như thế nào. Chỉ có cái khó là kỹ năng thì các bạn sẽ không có người luyện cùng thôi. Các bạn sẽ đi tìm người luyện cùng để luyện chứng chỉ IELTS. Cái luyện thi chứng chỉ đấy thì cái từ vựng của nó sẽ khó hơn nhiều so với tiếng Anh dùng hàng ngày. Tất cả những cái gì đi thi thì nó không phải là những thứ thông dụng. Các bạn sẽ không được dùng nó hàng ngày. Còn những cái thông dụng thì nó không dùng để thi. Những cái thi thì nó không mang ra dùng nhiều. Nó đời nó lại trớ trêu như vậy. Thế nên là đấy là cách cho các bạn. Còn phần thứ một, cái nội dung thứ ba là chị Oanh, hôm trước chị Oanh có bảo là để anh làm thêm cái phần từ ấy, để anh cho thêm vào. Ê, như bài trước các bạn có thêm ví dụ như là xương là gì, thịt bò, thịt lợn, rồi gia vị ingredient, pork, beef hoặc là bone, những từ đấy không có trong cái bài học thì anh chị nhờ anh cho lên. Thì anh không thể cho lên được bởi vì nếu anh cho lên thì nó sẽ bị vỡ cái cấu trúc của cái phần từ vựng của cái bài đấy.
Ví dụ như cái bài hôm trước là chỉ về supermarket thôi chẳng hạn. Thì đúng nhỉ? Bài hôm trước là về cái gì nhỉ? Về cái supermarket thôi, thì anh sẽ giới hạn trong cái lượng từ liên quan đến supermarket thôi. Còn những cái thịt bò, thịt lợn đấy nó về chủ đề ăn. Thì chủ đề ăn thì anh lại nó là một chủ đề khác, thế nên là nếu anh cho vào thì có thể sau này nó lại lặp lại từ đó, cho nên là anh không muốn cho. Đây thì các bạn có thể tự là tạo ra một cái khóa học như thế và các bạn cho những cái từ đấy vào để các bạn học. Đấy, đây là cách để các bạn làm. Thì phần âm thanh này anh sẽ lưu à phần video để hướng dẫn này anh sẽ lưu lại, anh gửi lại cho các bạn. Các bạn cần thì các bạn sẽ tự làm, và có trong lúc làm các bạn sẽ sinh ra những khó khăn thì lúc đấy các bạn có thể hỏi anh. Nếu bắt tay vào làm thì các bạn sẽ ra được những cái vấn đề. Dạ. Bây giờ anh sẽ chữa bài hôm nay.